Rồi, bữa nay sân hài mà xuyến ra mua rổ ha, bữa rồi làm hư hết mới rồi giờ mua ăn có xài. Sân hài mua rổ nào? Cái nào nữa? Sân hài mua mấy cái? Một cái hả? Cái này nữa hả? Lòng bàn có mua không? Lòng bàn thích mẹ cơ, không lại rồi, con sao lại rồi hả? Này nhiêu cái lòng bàn anh? Lòng bàn 150. Ừ. Lòng bàn có xài biết không? Đốt rồi, chỉ nhặt thôi. Vết rồi bị cháy rồi. Cái này là cái khung. Vết rồi bị cháy. Cái đó rồi bắt cá. Cái rồi bắt cá nhìn khéo quá ha, đẹp quá ha. Không, nó thứ vậy. Có dạy cái này nè. Bự quá. Cứ mua cái nhỏ mỏng đi, khi nào hư mua nữa chứ. Không ý nó thích thử chút nữa. Thích như cái nia vậy đó. Sân hàm mua cái nào? Sân hàm mua cái rổ này nè. Chị Thành chim bánh xèo là bỏ hay bỏ này. Đúng rồi, chim bánh xèo mình để ra bà lá chuối vô. Có lòng bàn nhỏ mua. Ở nhà sao được? Ở nhà sao được? Lấy lập lưng hả? Lấy cuộn thôi. Rồi. Dạ. Lấy hả? Lấy gì tính tiền cho em đi ra đi. Thôi qua cái lòng bàn bự đi. Ừ, qua cái bự đi. Cái bàn bàn này nếu mà như mình xài bình thường nó đâu có hư được. Đây bữa rồi bị cháy. Bỏ lên cái bếp lửa bị cháy. Bỏ mua rổ nhiều vậy hả? Tất cả nhiêu tiền nha anh? Cái này ở đâu rồi anh? Trà Vinh nè. Anh thấy Trà Vinh không hay là anh ở quê Trà Vinh luôn? Cái rổ nhỏ để đựng ba cái tỏi phi hành ở tỏi rồi đó. Ở tỉnh huyện nào của Trà Vinh? Ở Trà Cú hả? Gần chị Thẩm á. Chị dâu ở Trà Cú. Dạ rồi. Dạ anh đi là mấy ngày mới về nhà hả? Đi cả 2 tháng nè. 2 tháng mới về hả? Ờ chuyện mới rồi hả? Bữa rồi để lỡ lên bếp lửa cháy. Bữa rồi để lỡ lên bếp lửa bị cháy rồi thôi mua cái khác. Cháy anh lõm nhỏ nhỏ. Rồi mấy tháng xóm thiệt hại hết 400 ngàn rồi ha. Xe Hà lấy lòng bàn vô chơi rồi coi chú. 150. Trời ơi cực công lắm á. Ờ cái lòng bàn hết 150 rồi. Công mà đi chuốt tre với đan à, biết bao nhiêu công sức rồi nói. Trời chui vô thử coi sao không? Sao hả? Con chui thử coi sao hả? Chui vô thử coi gì không? Ập lại. Trời nằm xuống. Rồi rút chân vô. Rồi giờ ý luôn. Rồi coi vô thấy. Ba giật mình luôn. Ai hết hồn cái sân hà luôn. Sân hà đâu ta? Nó hai có thấy sân hà đâu không? Ủa cái này gì vậy? Cái này gì đây? Ập lại, ập lại. Có hai kẹo nữa con. Rồi, ập lại. Bỏ chân vô. Rồi, bỏ chân vô nè. Nãy cái này nhiêu tiền em chắc 50 ngàn cái hả?